Radio Free Asia. Vetika nea sdap vichu Azi Serai. Akon môn nhân tự luật sách trên bị sai riêng trong miền sầm nua tàu đồng tài tài lấy bị riêng đối với xã lưu ý cho nam miền lực lực là ông bánh minh tha đâm bay bị chọc ca đồng cấl đối chỉ mình miền này mà tạm sầm đây bỏ lúc lực mình bà cô nó tập bà cô tại ca khát chỗ cứ ti tăng đặt tay mình chẳng trong bàm sai đồng tha đâm bay thì nia bị ca mình ai đồng cấl tận lưu ti tăng đặt tay tiết ban thật ta đặt thập bị ba cua miền cho nó ca bài nào đầm bay bị chọc bật tôi chỉ mình bật cô lưng cái đôi tầm rơi giang mấy cái đôi thưa mình là nai giang mấy cái đôi hay mưa tàu thật ta cua thật đọt rai biển mấy đầm bay thì nia bị riêng nắng bạn môn bóng thuộc kết thúc mọi bạn đây sân phụ bảo bật cô có lo món sân bạn đây đôi tia hoa đó bảo nó cho ở phun đen toàn hoa nắng bật cô bay rồi pin nó chỗ đây không ai dưỡng phải chia mà có lộ đại chiến ấy chỗ đó chỗ này à bảo ban pay sập pi pi rồi nắng bạn đây đúng không ấy đó chỗ này đầm bay ở cầm thưa mấy cầm mọi bạn đây nắng trâu lục cho thành thịt nhá à mà bây giờ thay cho nam pi pon pram sẵn đó ao sập phía lục cho nè vừa thầu ca là hà sập phía rồi bụng muối cứ học sập pi sầm lấy nhé ai lục cho bán này bàn tay cả nạp bạc xong cứ chia đó cướp là thầu ca ca chu rúm pi cả nạp bạc phía chuẩn chắc mình trong ao lục bạc tiền xong là si lục phần sen bị xa cái này đầm bấy para tam dạ và bạc tô sau này nữa đầm bấy sau này tô sập phía para metra cao sập này rót thầm nói đầm bấy lục cho thành thịt nhá mà bây giờ thay cho nam pi pon pram và to pi lục cho đang hơi dừng ai ao sập phía anh mát yok panty đã nằm con ông ca xã bạch chi chiết mồm bạc bà hế dương cổ tổ tám cách bồn priêng tì krong Paris cao sập cho nằm bạc bà mồi cao sập mùi hế đó chứ nó dùng ai dùa panty nhưng dùng bạc bà bên nó dùng bọc bạc cô là miễn bát đi hế tàn ca ạc mặt hế dùng miễn bạc cô tâm tráo dùn ai chùa mà bán này bắn tay bọc đôi sọc ngay đi dùng bọc tì mùi dùng nâng bạc đầy nâng bạc bạc đầy ạ tì bí thà xua thư mách ở dùn chụp chùa máu bỏ hơi cái đó dùn nào để chôn máu đây bà cô mui tàu mui phải chia pi cái lô được bay cái lô à chắc à pi là à bà cô mình rồi nè nó dùn nào nào bà cô là nó đá này ở tia ho cho nào nào khum phum thlok khum thnaut sau cầm bông râu khai xoay điên này buộc nhom từ mơ bà man thay thay chỉ mui lục điều khai mình nó đây cái thầu cái bay nó bà cô miễn bỏ hơi đó nhé bà cô pi rồi bay bỏ hơi nó chết năng phải chia cái lô chiêng bạn hãy thấy bạn chỉ dùn nào để chôn máu tiết chôn mà lượt đây không ai thứ lâu lượt đây không ai lừa thâu cọp sọp bỏ bị chia bỏ tiết tại sao cái này nó ở toàn miền à bà cô mình đó na hay tụi bay miền à bà cô mình đó na nó miền bà cô thum thum nè à bà cô nó dùn đặt chôn máu đây phần đấy phần đấy về miền tròn tròn này việc nghịch ngọc vậy nghe chưa chứ à dùn vô đại anh mà tròn vậy đâu rồi còn một chỗ chôn chém máu vô à chẳng bỏ bà cô hay nào để vô chứ mà được phong đây tiền rồi chiên chôn mà đây cái máy ở ở tàu này tàu còn chôn đây dùn còn chôn đây cái máy vậy nè cho nên bỏ bà cô hay nào đặt bàn đây bỏ sân chia đặt thập bị bán ở chùm hố không cà cà bia thực đấy ở hiện to và chỉ mùi phía kỳ biển na hay sao mình lục và cầm hông thầy nó mòn nắng cái tùm chùm màu ta hay cái chùm máu nắng cái khẩn cam cắt cam cắp mà dạ ta hay trong khỏi máu dương tàu vô bên bàn ta phân đai vô bàn nữa hay tùm chùm mà khai chứ nắng hay cách bơm tiền cho nên mà con mùi cao sập pram vui nắng hay còn trong sầm đào thật chùm tầng cao pram màu mình chùm cao pram nó tùm chùm hay mà khai chứ mà từ lâu nắng được cho nên ôi cái chùm máu cho một ngày khỏi thà cái chùm mà đòn pin ôi cái nâu thử bơm đen thử pin sao nó chạm mưa cầm nọ bơm đen khỏi nó mình trâu tê ta cái chùm máu dương tàu đánh tàu vinh tàu to quá hay cầm nọ tu tàu kia cho lại top thầu đăng tàu tàu là ca vô thu an trả chiết hay bao nhiêu ở hiện phát đăng kia chứ ở hiện to và chứ mà tam cầm nọ tu nó như sờ sái đây quạt chân cầm nọ tu của lò mỏ lục hò nằm hông quạt chân nắng có con tay cầm nọ tu nó ọt man là tập hò lấy kia đã chơi to không ấy cái du cái cơn cái thơm đăng thì lư ấy nâu ta thơm plau tiết nâu nằm bò nắng xây cầm nọ tu tàu pi đó nè tàu mà đo là muốn ấy ở lâu xây mà đo tiết ở toàn khi chơi to tiết nâu có thùng thưa bao nhiêu thế nè xây giờ xây pi đó ngay cầm nọ tu hay lục vào cầm hông cho cha mà đo hay chụp bài khen rồi xây mà đo tiếp đây tàu cho tàu đo nó mà đo tiếp chụp bài khen có con té vuông lâu ta sang sang bao nhiêu được thiệt tiền hay cái thang kì cần chu lấy chả xi măng bê tông cừu và pan na này hay là muốn mà đã ở con này làm xem xong tự tua là lục sứt trên bị sai riêng để lục rong chạm dù sao mà chia sai chỉ biết số lục sứt bạn bao nhiêu số bạn bạn xong trên lục miên xong núi xong trên bạn bà bạn nhóm mình muốn nhóm xong bài mình tìm tích ngày và ngày đập pin hai và muốn nhóm bạn tìm chơi thì đôi cho muốn ai đom ông nhóm an đã thấy mình coi nhóm đây nhóm tới rồi trong mưa đây mà trong ca trong tri bọc chỉ chuẩn ai đom khơi nhá
bỏ không ai đi dùn trong ai bên mọi bác anh chập dùn rồi nhưng đôi của bà lại nhìn thầy mùi tiết nhưng trong xu ấy đâm mà tao được thầy bao nhiêu dân ca chẳng ná nó mới đọc ai từng nô và tôm nay nó đi một tư thằng tư nữa bà ở hai lần nữa chúng ta cũng biết nhóm tôi và thằng ba mình phá ca mùi cái nạp ba và trang mùi cô mình trầy mùi lẹ được cao thằng ba sao hình dô ta cũng nực thương này thương anh mình băng tốc tốc rìa phòng mùi dùm nguồn cô đó tôi bị chạy dô ta lươi cả hai ruột này chẳng ngon tôi mùi chung mùi tiết trong tôi ra bà con thằng nam bí vô mà bầm bấy thì nó phê lên mùi cô chú chá sáu ta cái nạp ba cô bò ai đó mùi dùm an mùi dùm chiến nhìn cô ca nó dùm ca để tệ vị thi dần á cho cha đi Việt Nam, mơ mình chọc chùm lưu cục ở Việt Nam cho đây không ai tôi biết rồi mơ vô vô lúc đó tên cho nó lướng o thăm hông cho nó mạch đôi chùm cha mơ cực mạch tiệt chẳng ngông cho con tay cho bao chấm anh con được sật bạn một nâng bậc cô sầm nua được xuất chun đó là lũ yên chân ác trong miền sầm nua bật thay bị lừa nâng muối và lúc miền bậc sang đám tha đầm bay đọt sải bay nhà nâng ở vị chọc chia sẻ thả bố cứ tiêm tiêu ở lốp dân thị dân nhà và bệnh bật thay nâng chảnh hay bật sân chỉ lốp tàu thả tá viên nâng bay nhà bị chôm căn để khăng bật thay tiêu chiêng ở vậy để miền bay cho bón thế được cái chẳng mạch bà sầm chừng lúc sải sầm nua nâng bật bạn ở quần chấm pua riêng bay nhà cả lốp ní lốp con sán cột bàn thưa cả bệnh chẹt nâu chân nam pi pón khăn ông lịch khát mùi thay ở bắc cô na sầm đại ta sầm đại bình đông xiên nụ ថាយោងតាមការទៀមទារបស់ពួកយើងខ្ញុំជាយុវជនជានិស្សិតកាលឆ្នាំនោះគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលុបត្រូវតែបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់នៅសន្ធិសញ្ញាទាំងអំបាលម៉ាននេះដែលខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខុសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ91ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបមកវិញថាអត់មានការប្រើប្រាស់ទេគឺសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែត្រូវបន្តរក្សាទុកដោយសារតែខ្លាចមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ចំណងមិត្តភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកមនីរដ្ឋសួរអំបញ្ញមិញថាតើវាមានការប៉ះពាល់អីខ្លះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះច្បាស់ណាស់គឺតដែលជាតដែលថាមិនអោយនរណាមកលូកលាន់ទេកិច្ចការងារកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យជាប្រទេសដែលមានដែនដីមានប្រជាពលរដ្ឋមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអីត្រឹមត្រូវដូច្នេះសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់អះអាងថាជាប្រទេសអធិបតេយ្យគឺមិនត្រូវនៅក្រោមអធិបតេយ្យនៃប្រទេសណាមួយទេអញ្ចឹងរាល់ច្បាប់ទាំងអំបាលម៉ាណាដែលវាផ្ទុយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមវិធាននៃច្បាប់គឺឲ្យតែច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយអំពីច្បាប់កម្ពុជានៃប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺត្រូវតែទុកជាមុខភាពអញ្ចឹងហើយច្បាប់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនគោកឆ្នាំ1985នេះដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមឲ្យទៅជាច្បាប់រស់ច្បាប់ដែលអាចប្រើការបាននៅក្នុងឆ្នាំ2005នេះគឺត្រូវតែលុបចោលដូចគ្នាហើយបើកម្ពុជាបើមេដឹកនាំកម្ពុជាជាមេដឹកនាំដែលសឿងហើយកម្ពុជាពិតណាស់ជាប្រទេសដែលអធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងនោះគឺអាចលុបបានដោយអត់មានចោតជាបញ្ហាទេពីព្រោះយកតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយកមកនិយាយហើយយកតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយកមកនិយាយពីព្រោះសូម្បីតែប្រទេសយួនក៏ដូចជាប្រទេសសៀមប្រទេសលាវអីទាំងអស់មានជាង10ប្រទេសហ្នឹងណាគឺជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជា23ដុល្លារឆ្នាំ91ដូច្នេះទាំងអស់គ្នាបានសច្ចានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺត្រូវតែគោរពនៅបូរណភាពទឹកដីខ្មែរហើយសន្ធិសញ្ញាបានតម្រូវឲ្យលុបចោលរាល់សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលវាផ្ទុយទៅនឹងការគោរពនៅបូរណភាពទឹកដីនឹងវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាมันជាបញ្ហាទេលុបទៅហើយបើសិនជាប្រទេសយួនរងរឿងគឺយើងអាចប្រើយន្តការច្បាប់ប្រើយន្តការតុលាការអន្តរជាតិដោយអ្វីដែលអៃដមអ៊ុំសំអានមានប្រសាសន៍ដោយអ្វីដែលខាងវិទ្យុបានផ្សាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើយន្តការតុលាការអន្តរជាតិយើងមានយន្តការច្បាប់ត្រឹមត្រូវណាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចរបៀបនេះយើងរំពឹងទៅលើច្បាប់វាប្រសើរជាងពឹងលើកម្លាំងយើងអត់មានកម្លាំងទៅទប់ទល់គេឈ្នះទេយើងក្រយើងធនធានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌយើងខ្សោយយើងឈ្នះអត់ឈ្នះគេទេដូច្នេះយើងប្រើយន្តការច្បាប់យើងមានតម្លៃកិត្តិយសរបស់យើងហើយប្រទេសណាដែលបំពានលើយើងគឺទទួលនូវភាពអាម៉ាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់ជាបញ្ហាទេបាទបាទអាចឆ្លើយសំណួររបស់លោកសិទ្ធផងបាទសំជឿចំពោះ
rương tai rót tha bị bao miên yun đặc ca giằng na đầm bay đốt sai panh hà prom đan khiom khơi tha yun đặc ca đai rót tha bị bao prapra cần lòng máu cứ ắt miên bớt sứt tập hiệp tế cứ para cháy hai khát khom tang tập tưng tư tang tập tưng tập tên cứ tha ắt miên khoal ấy tưng rồi hốt tập đó bằng cát nứ ở sân thị sân nhà bằng pin bằng time chăn pi pon pram hai tu bay chỉ miên ca bờ chang pi bờ chiếp bờ rót pi ong ca sông cung sivel pi bộ dương khiom đai chia sạc ca mà chun prom đan krom sa klom mơ ní cứ គឺលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពេលនោះនៅតែបន្តជជែកហើយថែមទាំងពេលនោះគម្រាមបកគោណាគម្រាមដូររបបទៅទៀតខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយប្រខូចប្រកែកទេមានទាំងសម្លេងទៅទៀតអ្នកណាក៏គេឮដែរគម្រាមដូររបបថាបើមិនចឹងទេត្រូវដូររបបពីប្រជាជាតិចាក់ទៅជាសាធារណរដ្ឋឯកជាតិដើមដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាយន្តការដែលខំប្រឹងធ្វើមកនេះគឺទាំងទៅទឹងទៅទេងដោយអត់មានគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិប្រមាណទេគឺគិតតែពីប្រឹងធ្វើ
ca ăn vót nơi pan ti khóc đôi ở bên đây là đom ôm sầm an biên bờ sa hành chớ cứ sẩn thị sinh nhà chín năm bảy sáu trăm nắng cứ juan chỉ nhận vừa ỏi hay pan ti đài đài vô mà prai nắng cứ phía trên cứ khnát lơ mồi lơ mồi hà sập quán sầm tối mồi lơ hà sập quán đài ắt tàu ban rót thả thầm luôn từ tour school tí anh chăng sẩn thị sinh nhà cái đây prom dan cái đây chụp bắp ấy thằng ở đại đại para juan là ca con ông ca đo sải pa nhà prom dan đi cứ xuất tài kho thằng ở anh chăng hai ban chia bản to ở miền ca rồng lô bằng biên prom dan ắt chụp ắt chó cứ nâu tài phải chia bờ rót nâu tam mà đòi prom dan đang hô tức nè yum sạt sạt hay chỉ biết xem nó khai tập bông khum bông nâng tài mà đón cứ bắt phum chả nè bắt phum chả nè đòi miền tiền ở ca plap đô đây ấy plap đô phum trong mình trong này dây về ngay đường tầng ở nâng thế bản tai trong trong sầm nâu thà yun là ca đại rót thà bị bao prapra cứ xuất tài ắt miền phải sập hiếp hay xuất tài nom ở miền hanh để pay tập đó prom dan tập đó buồn nạp đây campuchia nữa bạn con nghĩa mọi đám ôm sầm an môn tự luôn là sắp lục bảy nhà nó không bình như thế đang ngay tại bên campuchia đến việt nam cứ chịu mà ham mất ở chết mình tên hay là hồ tật đo miền rụp sầm nã nông tư tà cướp lái miền nông đài kia đài như ở việt nam nông chui campuchia để ăn thật sầm đọt ngay một bên mạng cà ra chất sầm buồn ấy chất đáng mà nên thay chỉ mất phẹn là o nó hay bên em bà này dễ bị mất đó chết bẹp này, bên này dương sự kết mưa tam là bọn trộm đá miền bắc nhà mình chọc mình hào chẳng hay Adam miền chìm nước tha mất tập hiệp bẹp nâng hay nâu tại miền bắc nhà chẳng việc cua ta chỉ mất tập hiệp đấy rồi chẳng mấy chẳng mất tập hiệp cách bắt bắt ca chỉ mồi bắt tay chết kháng cứ chỉ ca chạm bay rồi bỏ ra thập bị nó có thâu ca xã ca trên môi bệnh chất kháng này có bọn tế thưa mấy thâu xe mà phía của này bởi khơi kháng mật mơn cho nam dưỡng kháng Việt Nam nó cái chặt đáy cái tròn trường cái tha cái xử lại những phân vô đây dưỡng cái xử lại những cái ô chôn chiết chứ mà chú bình xa rộng vô ca cho nam mà bọn mô đại cao xử phẩm muốn khiêm chú lục ba cầm hóng không niêm thả đặc nông cho nàng thì sao đồng bây là thị bệnh chất độc tài nâng lục ba cầm hóng là tha ý nè chất kháng những thâu hôi xùm lo ôi kia mà nè mà chan chẳng ấy tàu mau mà nè mà chan chẳng ấy kia ôi dương mà chan dương ôi kia mà chan bên cầu long mau dương ôi tật kia tàu kia mà chan chẳng tàu kia ôi mà dương phong hay cầu long hay đập bên nước thì sạt dương tha ý ôi cam bị chia crom ôi sầm lo kia mà te hết cho ôi mà chan này tiệt ấy ôi mà này hình nhé nói chuyện mà tập hiệp nâng thưa mấy ôi sờ lạnh kia bật bật cốt cầm vô đây dương nâng ở đây thế dương ai rọp ra rọp ăn kia bán vấn đề chạy sờ đánh cứ Việt Nam tay anh té liên biên ở tám liên biên bộ đội nạp tiếp tục đại dương tây tây dương là tam chỉ đèn hay đây là sầm lúa môn lục chấn át ban toàn ban sải ta cả nạp bạc sầm cua chiết chọp cho nó nâng thôi giờ mấy đầm bay cà phê tự đại ban nộp về đây cả nạp bạc sầm cua chiết chọp cho nó dương nâng sao rớ prom đan chỉ mui Việt Nam đang bình được chưa đấy dương nâng lục cho thành thịt nhà một bên một thêm cho làm bị bòn prám nhưng sau đó tôi còn một sao thôi mà nói đầm bay bỏ sai hết rồi lục cho rồi một số phía lục cho thịt nhà một bên một thêm cho làm bị bòn prám một tòa máu dương nâng vô panty nằm con ông ca sạ bởi chi tiết mà prà ấy nhưng ai prà vô nơi ca tí mũi vô nơi ca diện vẫn thấy diện về sau mình bớt được tiếp thế ai prà vô nơi ca mũi tiết prà vô nơi ca cách prom priêng
tì krong Paris năm 1961 nhưng ai đang tàu hạ bờ thiên cách bờ biển nó cứ bờ tây bắc nâng bờ tây ấn độ này gì cái ai có bờ chôm tức cái ai lục châu thì nhá để tụ sự vật tì bảy hay dùng là cá tì bảy nhưng ai đang tàu từ là cá dùng thô an trạch chết bỏ cho cha thuê piki chỉ mua việt nam mặt mán nhưng đang tàu từ là cá dùng thô an trạch chết ai xịt chế mà đạt ai đam mê chấm nưa bờ phần nào pì rương cá cho cha đọt sai tam địa dùng là cá chế bắp bùi búa ở việt nam có chia sự mai chức mui đáy không chấm nào bờ tây cha tây khay cách bờ biển sẽ bị cam chia thì krong Paris nâng hay mà đòn lâu Việt Nam từ thật phương mình đăng mình lưu không ca ăn vọt cách bộ phía nâng phóng cho tầm rõm đó phía nâng tiết tầm rõm đó cân áp bạc sử dụng cho nào thì mình đăng thật ta trao bảo vệ bảo mãn hay bộ đá nâu chết tầm cầu dân ta dàng mạch tư vĩnh bản phụ bó cho nó nâng cho nam phía bọn đó bảo mấy bên nó mà cho nam ở phía cho nam chiến đấy đó chứ nó bê đây cân áp bạc sử dụng cho nó nhưng bắt đăng tâu mà xã Bà Thiên cách bồn riêng thì Krong Paris cho nên mà bồn nuôi cá sấu mùi rư ICJ tức là cá dù được thu ăn trả chiết còn té ra thời bị ba sáu tháng ấy còn đặt hiện bắt đăng tàu cách bờ tây hạ tầng lịch hay này cách bồn riêng thì Krong Paris cho nên mà bồn nuôi cá cao sấu mùi ấy bố giảng mạnh cách bồn riêng nâng làm rau ở lộp chó thì thích nhá cho nên mà bồn bồn nuôi bảy sáu trăm nâng thì thích nhá đại cọt phá này thích nhá mà bây giờ thay cho nên bị bồn trăm chứ mà còn đặt hiện bắt đăng họ tàu bắt đăng tàu ICJ tức là cá dù được thu ăn trả chiết còn mới tàu đội cọt đặt hiện bắt đăng đấy pìm sao mấy còn dễ tha ý mình nữa anh cá lăng ăn miên ấy hoa nè cam prom đá nè hay yun yun đây chợ đó hay ăn ban đắng thưa bên này thiên cái nào cam cà prom đá bắp bần nè đắng yun yun đấy bây giờ bớt sợi pin tự pin đây nó tam chợ đấy nó đắng ý tha hương ăn miên hương ấy miên hương sao nữa tam prom đá chúng tàu bắt đăng tàu tala cá yun thu ăn trả chiết bắt đăng cọt đặt hiện bắt đăng mấy bắt đăng bên nó cái sao rồi yun thịt nhá mà prá yun thịt nhá cho nên mà pom mới prá ý sao mai nó miên cậu ấy nó ông ca sa bây giờ chiết nè sao mai nó sa thiên nào rồi bây giờ bên đất cam chiết nó sa thiên rồi nào rồi bây giờ bên đất cam chiết nó ăn miên cậu ấy nó ông ca sa bây giờ chiết đấy mình biên chế rót thật bị ba sáu cho áp hay anh đang biết thấu đồng lúc thấu lúc cho tôi tam thông mà nói ông ca xã bị chia chiết cách bồn riêng thì Krong Paris cho nam một phần mối cao sớm mối ấy mà bạn nghĩa mà lúc yên chân na với lúc yên chân na cứ bà sắp mình chờ lắm thì cá bị mà sao mình lúc và cùng hong bàn để dễ hay thá nô pe để miền bắc nhà nên cứ được xa để cam bị chia đường Việt Nam nô bản to bỏ một cô phóng đại nó lại hay chỉ bị xe nâng ca để bỏ một cô nên cứ cầm nót vô panty để thông qua lòng ca sao chỉ chia học sập buôn chỉ khná chỉ rupa buôn phong ấy chấm chọn bản sao bỏ lục thai non pe luôn cứ lục qua cầm mong ta bản nô pe để bỏ một cô ruồi nà na ruột nâu cái này na cứ thật thấu phải đánh đâu rồi đo clear đâu cái này nâng vĩnh ấy cứ thật từ tour school prom gì mà đi liền luôn bất nợ thì họ không cả là nơi nơi bị bắt bón nước Việt Nam bật to chẳng đôi rupee khơi chỉ hô hái ta ta bản thân chỉ bỏ chọc bất chỉ ai đôi lục và cầm hoang miên bất sản chẳng đại tiết được gì mà tam lục kịch mà khi nhóm ăn miên chấm nứa to tệ so bị prua dương khơi tha đồng bón chỉ tràn đại tự ban bỏ bằng cô rụi hái cứ ở tế Campuchia chỉ bị xét bởi chỉ bỏ đặt khăm ấy ở đại ban đây tập lập một vấn đề đối với đại đám ông sầm an miền bắc sang chẳng nơi khai tờ cao nơi khai đất tây đất tây thiết chỉ trơn thả bỏ bằng cô rụi hái cho hết ấy ban chia và chia bớt khăm ai nơi tờ ở bản đây tờ ở nơi tập lập một vấn khi nhóm nghĩa tờ đó khai đất tận nại kí để khi nhóm ban chỉ chơi đất to chỉ mui nâng tờ hiên duẩn khi nhóm xua tha hết ấy ban chỉ cả lay nâng ở toàn miền ca cầm nót cho ban lo mình ao miền phía kia na mui mà luộc loan phơi ấy thằng o hết ấy có thể hiên yun bay thì chia ăn ở nhà ao bồi rót yun ăn ở nhà ao ở nhà thô đặt tây tiết nữa bỏ yun nữa một chi sa một chi ấy tam đầm nam cà phê ấy thằng o nắng kỳ thá bất na bỏ tam cách prom riêng cho nam một quan cao sập rắm cứ phía kia na có ở miền sứt thưa đáy bị bu cái này nó ở cho ban lo con tài xem nhập kế vô khơi thả bà sân chia khang na màu căn cắp ban muốn khang na màu cho chấm hô cái này ban muốn cứ khang nó ngay chia mà chặt tự mà chặt đây cái này nòng đối chứ này dương khơi thá kê ắt đọ thòi tế hay kê ắt và cô ao dương tế xôm chấm riếp chỉ bị xét đôi chỉ nữ không chuẩn sọc mình một khai thác bông không chịu đám cái này nóng chịu đây rồi bỏ bỏ chia cả sợi cỏ khăm ấy đại quạt an tha quạt thứ tăng bị đôn ta rồi bỏ quạt màu tăng bị đôn ta rồi bỏ quạt màu trực mà chắc cam mà sứt nên lơ cả lấy nằng cho hết ấy ban chia đồng bọn nâng bỏ bọc cù chín năm bỏ bọc cù chín năm lịch cao sập bốn cao sập năm rồi hái nó không chín năm một pi pòn phẩm bay pi pòn phẩm bốn nó ngỏ hết ấy ban chia yuan mình ao đây nâng tập lập màu mà khăm ấy về nhảy lụ vượt qua cầm hong tha cầm bà rầm
pi mà sao mấy con dây bát tha có bà rom có trap tổ tụt bà răng trap tổ tụt American ấy tha có bà rom nâng ban màu khăm ai vinh tê bọn chết sẽ đánh ở tế chết sẽ đánh cứ dùn nâu tại bọn to can cap nâu tại bọn to đánh bị chia bọn khăm ai nâu tại bọn to banh thân nam sầm lắp đầm nam cả sập hồ bọn chia bọn khăm ai đôi chân này cả an đi cứ phút có họ bị chia bọn khăm ai bạn chứ bà sân chia rô khơi thả miền cá bà hai tì mình bình chẳng ta nhạc nông ai miền tù toàn này không rạch bà ná ở tam lúc đắng chứ cá bật hơi cứ tu tuân trâu tại miền, còn tại đời khơi tha sập thay ni cái nạp bạc bịch chun cam bịch chia căn ẩm nại, hai cái nạp bạc bịch chun cam bịch chia ni căn ẩm nại ni cứ trong mưa khơi tha hạ đôi chia tôn trì trong pu mốc bờ tây duôn ắt hiên to tăng chỉ mới kể thế, chẳng nghĩa tao vậy đại lục ban su adam ôm sang an pi đam tích trong trang sai ta khay thế, cứ à sai từ lơ luôn dương chỉ mết đắc nóm à sai lơ rót tha bị bao cam bịch chia ta miền phía tôn trì là thế, bận trong khơi cái lòng máu cứ vay từ khai cái này thế, đánh chập nhom e chana đã cục đánh chập sa hạ ca ray bọc nhom đã cục chập lũ rong chôn hay nâng chỉ thay ní cứ bật tu tha bịch chia bọt khai nâng chỉ nẹ thơ đầy sai trong ca nó lướt đầy là bảo kê đối chứ bài tờ chia mình ca pia và chia bọt khám ai mình ca pia nẹ ca pia tức đầy khám ai bài tờ chia thơ ba khám ai khuôn ảnh ạ con ai đó miền bên tích tí xong tôi hỏi đời sai dương ọ màu hay bà này chỉ nam thân ở bật tê mà chỉ nuốt đầm bấy bật bì rương bánh ha chỉ để chế cái thơ bật cập hành chẳng tất ai tình yêu bị cá bật nâng chịch thế nào mới bà bà dương ai thua chẳng bán cứ lỏ đến nâu bồm đen chỉ môi Mexico, American cái thư bật thư đội campaign sọc chân những cái thư ở bon khắp khu đây mà đó là chân chuyên trên Mexico có chỗ bán hay đây cái trang yếu có chỗ bán này nó chưa được lò. Bạn bạn, à quân đại sao tại Nity American đã sắp vật chủ ở Israel trên đầu tiên job khi mà xong mặt chia sẻ đó việc mình đang pin được một tập sai, hay có xong mặt chia sẻ đó là luôn là sắp được chi viêm call tam thủ sát bật tay riêng của bạn lớn hay dùng nuôi chỉ chơi tam Facebook nâng tam propon này để cho những tiền đứng từ tháp của bạn lớn đầm bay dùng nuôi nông nông ពីការនេះទីសូមមកជាស្រ័យសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទមកមនីរតន៍សូមរោសម្រួលសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាអរគុណ